Xin chào tất cả mọi người nhá. Này là Hiếu đây, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nhá. Đấy. Như mọi người đã thấy là đấy, hôm nay mọi người nhìn thấy chưa? Căn nhà hôm nay mình sẽ đến nhà ông anh mình, đến cổng rồi đây. Mình sẽ vào gọi xem ông ấy có nhà không. Vào xem ông ấy làm gì. Ui, mở cửa đây. Xe có nhà đây. Ê Thâu. Giời, em Hiếu đây. Hiếu à, vào chơi em ơi. Anh đang làm gì mà nghe vẻ mặt căng thẳng thế? Anh đang làm một việc hết sức là hệ trọng. Anh đang làm một cái việc mà nó liên quan đến tất cả các cánh đàn ông. Đó là cái việc mà lấy lại cái quyền bình đẳng cho đàn ông nữa. Bây giờ anh thấy là cái hiện tượng là chị em phụ nữ giờ là trèo lên đầu lên cổ đàn ông ngồi hết rồi. Ôi anh nhà anh coi như giờ là không có mắt rồi. Nói bé thôi, đừng có động vào chị em phụ nữ bây giờ toàn hết. Thì em thấy đấy, anh xem mọi cái vụ mà trên mạng chưa, đi ăn hết mắt vào. Thì đấy, mắt anh mới sáng hay khi còn mới trước em là đến mắt anh nó khác gì quả nho. Nhưng mà anh vẫn được quyết tâm làm, không thể để như này chứ. Không mình không làm thì tất cả không ai dám làm cả. Em không có lắm. Lo thì em là bây giờ mình phải đòi lại cái quyền bình đẳng ấy. Chứ bây giờ cứ để chị em phụ nữ giờ mượn cái cớ là bình đẳng giới, xong bắt đầu là lộng hành cái gì cũng em chốt lại cái cửa vào cái. Rồi chốt thế là được rồi. Còn cổng ngoài kia thì anh yên tâm, anh khóa rồi. Còn chứ mấy hôm nọ anh cũng quên không khóa cổng một hôm thôi, mà cứ tưởng hôm đấy là mất mạng rồi. Đang soạn dở đến cái điều thứ ba, cái điều gọi là quyền tự do giao lưu kết bạn, chuẩn bị đánh cái quyền thứ tư là anh quyền thấy... tự do ăn nhậu thì tự nhiên là thấy nhà là... xóm nhà em thì cũng nó đổ mái tháng nó còn thủng hết. Ừ, anh thì mái nhà thì hôm nọ là anh mới lợp lại thì yên tâm không sao rồi. Chị em tập kích sau đó là dùng tác động cơ học đấy là gạch đá các kiểu. Nhưng mà anh không sợ, anh vẫn quyết tâm, nhưng mà anh vẫn phải uống cà phê để lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng mà anh vẫn quyết tâm phải làm chứ không thì bây giờ mấy hôm nọ cứ vào xóm anh đấy, mấy ông chỉ có sang xem anh soạn mấy cái quyền về cánh đàn ông thôi, mà về vợ quẩy đâu bảo sang nhà anh xem anh soạn này thôi, mà vợ đấm không trượt bắt nào. Thì đây em bảo đi giờ mình phải đề phòng chứ, mấy ông nọ mắt tím hết thì bây giờ làm phải đề phòng, để con dao ở đây để lấy lại bình tĩnh. Tím mắt á? Giờ hôm nọ anh quấy, anh vừa bảo em nay quên không đóng cửa đấy, nhưng mà đang ngồi soạn dở. Anh à, nhìn nóc nhà anh ngoài mưa ngoài cũ đây là. Thì em bảo bây giờ mình không làm thì mình mất luôn cả nóc, làm thì chỉ vỡ một vài viên thôi, không làm thì nó coi như mất hết cả nóc, nên mình phải làm. Đúng. Thôi được rồi, em sẽ ủng hộ anh. Đấy, bây giờ em theo em cũng có theo em ủng hộ cho anh thêm một cái quyền gì đấy. Đây, anh hiện tại anh đang có cái quyền gọi là tự do ngôn luận. Đấy, thích nói gì là nói, bảo gì là vợ phải nghe. Quyền thứ hai là tự do được đi ăn nhậu với bạn bè. Quyền thứ ba là tự do giao lưu kết bạn. Theo em thì cái quyền mình phải thêm nữa là cái quyền này. Đàn ông ấy mà bây giờ anh bảo mình có nên đánh phải đánh chứ, em đánh mạnh luôn, đánh theo anh là phải đánh theo anh, bởi vì anh em nghĩ thêm cái quyền là đàn ông thích đánh đàn bà đâu thì đánh thích đúng anh ơi, mà thích đánh mà lại ghi vào cho em, anh run tay quá em vẫn thích nói quyền đấy. Quyền đúng không? Quyền được thích đánh nào đánh à? Nhưng mà theo anh thì nếu mà để mà cái quyền thích đánh nó được hợp lý hơn ấy thì mình phải có cái lời giải thích vào.
Bởi vì cái người ta ở các nước mà căng thẳng với nhau thì người ta gọi là khi nào mà đàm phán thất bại thì bạo lực lên ngôi. Đấy, khi nào mà nói nó không nghe thì mình phải dùng các cái định luật vật lý cơ bản như kiểu là vả, tát, đạp, đạp cơ học, đúng các không? Cơ học nhưng mà các cái cơ bản. Cơ của em to anh, teo hết. Nhưng mà thôi em ngồi đây với anh thôi thì em như thế thôi, anh chỉ sợ em về nhà thôi. Lại cứ cái chỗ của tao ngủ là gần giường. Nhà tao thích, tao thích ngủ đâu tao ngủ. Thì anh ơi khinh thường em đấy. Sao tao ngủ đâu gần giường thì gọi tao ra làm cái gì? Về nhà. Riêng nhà em 1 là 1, 2 là 2 nha. Không bao giờ có chuyện đấy anh ạ. 1 là 1, 2 là 2. Đấy là vợ em hay là em? Vợ em thì tôi cái sập đi rồi không? Lại tinh tướng tí em nữa. Em tinh tướng cái tí gì? Tí nữa lại đọc mấy quyền này của tôi về xong bắt đầu về nhà bắt đầu lại làm theo rồi lại anh nghĩ ngay vào cho em cái quyền là thích đánh vào thì anh rồi tối lại lại điện cho anh của anh ơi giờ tại anh mà em lại rồi đang ngủ ở ngoài đường thì rồi tối em quay một video tung lên YouTube cho anh xem nhá. Rồi tối chú có đánh vợ luôn, tối chú giỏi, chú về chú quay chú đăng lên để anh vào anh xem đầu tiên luôn. Nhưng mà chỉ sợ thì tí nữa tối quay lên lại thấy đang ôm chặt người gối ra đang anh ơi anh mở cửa cho em thì anh với em ngủ chờ vài hôm cứ nói phải làm nhé quyền thích rồi thích đánh nào đánh luôn ghi luôn vào cho em ạ. Em đừng có rung tay, không phải sợ, anh cứ ghi vào cho em. Thôi là anh ghi rồi đây. Được rồi, ok. Đấy. Đặc nếu biệt, phải, đặc biệt nữa là nếu phải thế. Đặc biệt nữa là nghiêm cấm là chị em phải được là xâm nhập vào nick Zalo, Facebook của cánh đàn ông. Cứ lấy mật khẩu rồi là vào rồi theo dõi kết bạn rồi chặn kết bạn thì thấy vào bình luận là em nào xinh hay là chân dài hay là lại lôi chồng ra đánh thì là không được. Người ta phải biết tôn trọng cái đẹp, nhìn thấy cái đẹp người ta khen nào đúng. Em không nhận không? Vâng. Quyền không được chạy, không được xâm nhập vào Zalo Facebook. Em có đi phải chắc vợ gọi à? Vâng, vợ em gọi. Rồi xem nghe đi câu này rồi lại chạy lại. Alo. Nói bé luôn. Không phải được tưởng thế nào. Alo. Ba. Trời ơi. Cháu ơi. Cháu ơi, làm sao? Rồi thôi, cứ để tí về chồng với tôi nữa. Em phải đi tiền tự do ăn nhậu hay đi. Thế thì tí về em lại đen hết mắt bây giờ. Từ nãy giờ là chú toàn quân chém gió. Anh là người vợ gọi mình, chú mẹ phải mà chú ru cắt bao khóc rồi. Thì cơm nước nhà cửa bắt đi em bắt nó phải đấy đúng không? Em bắt nó phải ăn cho nhanh để em rửa đúng không? Ôi giời. Bắt nó đi tắm để em giặt quần áo đúng không? Thì anh bảo thời mình đã ai phải thế. Có đâu gì riêng em. Thế là mà từ nãy giờ chú chú nói làm anh tưởng là nhà chú chưa mất nóc, bây giờ là nhà vẫn có nóc nhưng mà không biết ai là nóc. Thế anh học lịch sử anh có biết quê mình là quê ngày xưa mình quê là Văn Lang không? Câu gì nhỉ? Câu tục ngữ của Văn Lang là nói gì không? Anh thì chả thấy biết được cái câu gì nhưng mà anh thấy truyền thống các cụ ngày xưa là sợ vợ. Và bây giờ anh không sống theo truyền thống nữa. Anh phải lấy lại quyền bình đẳng của đàn ông. Em không thể như thế được. Em vừa ấy bảo anh nhà em nói gì là vợ em phải nghe đấy. Thích em thích đấm đánh hay là thích làm gì ôi. Xử lý ngay nhưng mà em ơi, vừa nghe điện thoại anh cứ tưởng em rồi đi xem ra quần đưa đi thay quần đi em. Không dây được đâu. Nhưng mà không em không việc gì sợ thế. Bây giờ em theo anh rồi em không việc gì sợ thế. Quyền không được xâm nhập ở Zalo, Facebook. Zalo, Facebook,
Rồi. Instagram. Instagram. Anh không sợ đàn bà. Okay. Nói chung là đây này, anh tất nhiên là sợ hay không thì mình nói là cái gọi là tôn trọng thôi. Còn để anh sợ, còn lâu anh sợ. Em thấy anh dám làm ra các cái này thì anh còn sợ gì? Anh quyết tâm để lấy lại những gì mà cái đàn ông đã mất. Anh không sợ mà lúc nãy gì lúc nãy em đọc cho cái quyền thích đánh là tay anh run như cái sấy. Không sợ, ôi rồi ông nói thì hay nói, anh đi ở đây anh cho ngay vào đây anh sợ cái gì đâu. Cái run đấy là do tại là trưa nay anh không dám đi ăn cơm, hơi đói thôi. Anh cứ nói to đi. Trưa nay là anh ngồi đây cố thủ anh không dám đi ăn cơm, bây giờ nó hơi xóm đói. Mình ơi, run. Ơi giời ơi, xóm mình là nhiều đàn bà lắm. Bây giờ em đi dọc cái cả cái dãy cái tại nhà anh này. Em hỏi xem là từ ngày anh ở đây giờ các ông ấy mở mày mở mặt ra ngay đỡ bị hà hiếp, giờ ông nào ông đấy đi mở mặt nên đi trước là chỉ có ra đứng đây ngồi uống nước chè pha như này uống nước chè với anh thôi mà vợ gọi cái là phải bước ngay, không như ông nào dám ngồi. Nhưng từ bây giờ sang bên này chơi thoải mái. Đấy, nhưng mà về thì anh không chịu trách nhiệm. Đấy, cho em thì đấy, nên cho cái quyền này nữa rồi đây. Ui, đây à, đúng gì anh? Rồi, thế gì đâu? Cảm ơn. Anh không có nhà. Cho em vào anh ơi.